Rồi, chuyên xe cối đá để xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với anh em tiếp nữa là một con full neo ha. Con này neo 209 luôn anh em ơi, neo 209. Con này thì cái áo của nó là áo mới anh em ha. Áo này áo mới nè, áo mới ở nói chung là anh em mua trong hãng thì sẽ có áo mới anh em ha. Áo là áo độc hộp trong hãng luôn. Đấy 209 anh em ha, 209. Neo anh em ha, 209, giá mềm anh em. Con này thì giá mềm, phục nai nhá, phục nai, giá mềm. Con này thì gốc Biên Hòa Đồng Nai luôn, 60F4 42055. Con này là 26,5 triệu, 26,5 triệu nhá. Máy êm chắc lắm anh em, máy êm chắc lắm. Thì giá mềm hợp lý, anh em nào chơi xe thì có thể tham khảo cái mẫu này nhá. Nhẹ rất là lên rồi. Giá 26,5 có bớt có ship nha. Thì anh em đam mê thì anh em nhắn lại cho em 0983533445. Thì bây giờ xe nó hiện trạng như thế nào thì chia sẻ đến anh em như thế. Thì cái giá cả thì có bớt có ship và giá thì có thương lượng nhẹ, nên là nếu mà anh em đam mê, anh em nào mà kết cái mẫu full neo này thì có thể là gọi cho em. Đấy, đầu tiên là bô bọc của nó nha. Bô này thì cái cây bô này còn rất là ok anh em này, nó không bị cấn móp là một này. Thứ hai là chưa bị mục này. Đấy, nên là cái dàn hơi của nó ra nghe còn rất là chắc, cái tiếng của nó còn rất là chắc nha anh em. Rồi cái gắp thì vẫn còn đẹp anh em, gắp thì cũng còn đẹp. Phục thì phục nai anh em ha, phục thì phục nai. Thì anh em đam mê thì anh em gọi thôi, anh em đam mê thì anh em gọi thôi. 0983533445 mâm. Đấy, nói chung là mâm thì nó cứng xe anh em ha, mâm thì lên mâm thì đúng chuẩn nó thì nó cứng xe. Đấy, còn ví dụ như là mâm thì nếu như mà cảm nhận mâm và căm thì mâm nó sẽ nặng hơn nhưng mà nó đầm chắc hơn. Anh em đi thì ví dụ anh em đi mà nó có chớn được thì nó đi nó chất hơn. Vỏ lốp dày nha anh em, vỏ lốp dày. Áo này thì áo mới rồi anh em ạ. Áo này thì áo mới này, áo hãng nha anh em, áo hãng nên là rất là mới. Thì nói chung là xe cũ mà qua thời gian sử dụng thì ví dụ như có chảy có xước mà không ưng thì anh em có thể là dọn lại thôi. Đấy, thì nhưng mà chia sẻ với anh em thì cái áo này là áo hãng, áo hãng Honda, áo tem hãng Honda nên nó đẹp lắm. Áo này nó đẹp lắm, dàn đèn này còn chất này, dàn đèn còn chất này, dàn đèn còn ok này, còn cứng. Biển thì 60F4 Biên Hòa Đồng Nai thôi, 42055. Vỏ lốp dày, mâm đồ đẹp đó, phục thì phục nai đúng chuẩn rồi ha. Đấy, anh em mà dọn thì cũng chỉ dọn nhẹ về thôi, dọn ví dụ dọn xe thì cũng chỉ dọn nhẹ về thôi, lên phục nai rồi nhìn cho nó chất thôi. Cà te này, đấy, mâm Honda rồi các kiểu ha. Vỏ lốp dày, cà te, năm sản xuất thì 209. Anh em. Đấy, 209 nha. Tem thông số là còn nguyên hết. Bát, bảng để chân rồi các thứ, lốc, cần số này. Đấy, lốc, cần số các thứ này. Đấy, cà te hoặc là ấy thì cũng đẹp. Tem áo này. Tem áo thì tem áo mới rồi, không phải bàn cái về phần tem áo này. Đấy, quan trọng là anh em ok thôi, quan trọng là anh em ok về giá thôi. Đấy, 26 mấy thì giá rất là mềm rồi, 26 năm thì giá rất là mềm rồi, bớt giá mà ship xe được cho anh chị. Nên là anh chị nào đam mê thì nhắn thôi, anh chị nào đam mê thì nhắn thôi. Rồi tiếp nè anh em. Bình xăng thì hơi xấu nha. Nói chung bình xăng này thì không đẹp, nói thẳng lên thế, bình xăng này không đẹp, nhưng mà cái này thì không vấn đề anh em ha. Thì bỏ xuống dưới rồi, bình xăng này cũng bình thường, quan trọng là máy chạy còn ngon là được cho anh em. Này là dưới yên mà cạn đồ còn nguyên hết. Tem áo thì không nói rồi, tem áo thì điện lạc chắc chắn này. Lốc bên này thì cũng không sơn xi gì đâu anh em này, theo thời gian theo năm tháng sử dụng này nó có chảy có mòn này. Đấy, nhưng mà không có sơn dặm lại đâu anh em, không có sơn dặm, không có đồ này kia lại đâu anh em. Đấy, anh em nào đam mê, anh em nào kết thì nhắn em con này. Tem áo, áo mới không nói, là ba ga đồ không nói. Con này ha, con này thì rất đầu anh em nhé, con này rất đầu phải. hai mươi sáu năm có bớt có ship. Đấy, giá mềm anh em ha, nói chung là xe thì giá này hợp lý cho anh em chơi rồi. Thường đa số mấy con này không quan trọng đâu anh em ạ, không quan trọng đâu, quan trọng là cái mẫu và cái chất xe nó còn ok là được rồi. Để anh em về anh em có thể là dọn, có thể là tút hay là có thể làm gì cũng được. Đấy, quan trọng nhất là giấy tờ pháp lý cho anh em nó rõ ràng, nó đầy đủ.
nguồn gốc xuất xứ nó ok. Chứ còn xe cổ thì có thể là anh em ở về dọn này dọn kia, em áo các thứ thì liền, em áo các thứ thì liền, chắc đèn đuốc các thứ, chóa các thứ thì còn đẹp, bóng led, giá mềm anh em, được cái giá hợp lý, 26 năm giá hợp lý, giá này thì anh em chơi tốt thôi, giá này thì anh em chơi tốt, tại vì anh em mà kết full led thì lấy full led, mà không kết full led thì anh em lấy con này, mấy con này chạy nó vẫn đẳng cấp lắm, mấy con này giờ anh em đi nó vẫn đẳng cấp lắm anh em. Máy chạy còn ngon, mấy con này nó thật sự với anh em này, giờ báo anh em rớt đầu anh em biết thôi, chứ còn nói là anh em không rớt đầu anh em không biết đâu, đẹp lắm. Nói chung là chất xe nó còn chạy ngon lắm, nó full led rồi không ăn thua gì với mấy thằng này được, full led rồi không ăn thua gì với mấy thằng này được, nên là anh em yên tâm. Đó. Cái chất xe rất là ok cho anh chị. À, heo dầu này, heo dầu đồ, phuộc đồ này, phuộc này có giảm rồi, phuộc này thì có giảm rồi nhé, phuộc đĩa đồ có giảm rồi. Giá thì hợp lý cho anh chị thôi, giá hợp lý cho anh chị thôi. Máy thì êm nhẹ, máy thì êm nhẹ nè, để nhẹ là lên anh em ạ, để nhẹ là lên. Chắc lắm anh em, nói chung là máy móc đồ dàn chân dàn áo đồ máy móc nó chắc lắm. Riêng thằng khu thì anh em biết rồi, máy nó chắc cực kỳ ha, riêng thằng khu thì anh em biết rồi, máy nó chắc cực kỳ anh em. Đấy, anh em đam mê thì anh em gọi nhé, anh em đam mê thì gọi cho em con này, quá hết được một cái chi tiết được. Đuốc các thứ ha, cũng còn nét lắm, chuẩn lắm, bao tay gù kiểu các kiểu. À, giá thì 26 năm có bớt có ship, thế thì anh em đam mê mấy cái mẫu phu này thì có thể thì gọi cho em nhé. Này thì xăng cơ thôi anh chị, này xăng cơ thôi, còn này FI thì nó còn cao hơn nữa, FI nó cao hơn nữa, nhưng mà vấn đề là xăng cơ nó chạy rất ok này mà ha, chạy xăng cơ nó hao xăng hơn nhưng mà nó sẽ ngon hơn nhé. Cái gì anh em cứ để ý coi, cái dòng xe mà nó ăn xăng nhiều nó chạy nó sướng hơn rất là nhiều. À, nhưng mà vấn đề là mấy con này anh em chơi kỷ niệm, chơi kiểu niệm, chơi theo kiểu thích cái phong cách xe, chứ không, vấn đề xăng cổ nó không phải vấn đề lớn, vấn đề nó không phải là vấn đề lớn anh em. Xăng thì mấy con này ăn thì ăn thôi, chứ ăn thua gì, so với phun xăng điện tử thì có thể là nó hao hơn thôi, chứ còn đâu ăn thua gì anh em. Bình thường, rất là bình thường em, rất là bình thường đối với những cái con mà full neon như thế này. Được cái gốc gác rõ ràng, Biên Hòa Đồng Nai 26 năm có bớt có ship. Đấy, áo thì áo mới được phục rồi, phục thì phục nay. Đấy, mâm đồ là đầy đủ hết. Đấy, anh em là mua về là để đổ xăng là chạy thôi. Đấy, bỏ về nhà bỏ cái gương nó ra, bỏ cái kiếng kia ra nữa là nhìn đúng chuẩn bài rồi. À, là nhìn đúng chuẩn bài rồi. Đấy, đổ xăng là chạy thôi, à, liền lạc chắc chắn. Đấy, bớt giá ship xe cho đầy đủ nhé. Có gì anh em gọi cho em 0983533445. Làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng nhé.